mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm 1882, Ngài đến núi Phổ Đà tu hành. Xin hỏi Ngài là Hư Dương Pháp Sư phải không? Chính là Bần Tăng, thượng tọa đây là... Hầu học là Giác Thừa, xuất gia ở huyện Nam Nhạc, Hồ Nam. Quê của Pháp Sư ở Tương Hương, Hồ Nam sao? Đúng vậy. Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh là nhị thúc của Ngài. Sao Ngài lại biết chuyện này? Cuối cùng đệ đã hoàn tất việc người ta ký thác. Chuyện là như thế này, đại khái 5-6 năm về trước, Tiêu Bộ Đường Lão Tiên Sinh đến Nam Nhạc Dương Hương, tình cờ gặp đệ, nhưng nói chuyện qua lại ăn ý. Ông ta giao đồ này cho tiểu đệ, kêu đệ nghĩ cách giao tận tay cho người tu sĩ tên là Tiêu Cổ Nham. Ông ta nói, quý vị xuất gia hay liên lạc với nhau, đệ không nghĩ tìm kiếm huynh khó khăn như vậy. Một tháng trước đây, đệ mới biết huynh lên núi Phổ Đà này, liền lập tức thu xếp lên đây. May mà huynh còn ở đây đó. Pháp sư tận lực tận tâm như vậy, Bần Tăng muôn phần cảm kích. Đều là người xuất gia, cảm ơn gì chứ. Hơn nữa, những sự ủy thác của người thì phải làm cho xong. Thầy hãy mở ra xem thử trong đó là cái gì. Nghe nhị thúc của thầy nói là trước khi cha huynh lâm chung giao cái này cho thúc ấy. Lão Pháp Sư, đệ tử biết lỗi của mình rồi. Con có lòng hiếu thảo, trời đất chứng giám, như vậy mà gọi là lỗi sao? Bái quỷ thần đối với tiền là việc nhân gian làm, Phật giáo không đề xướng việc này. Đạo Phật chú trọng tâm chứ không coi trọng tướng. Chỉ cần có thể thể hiện những tư tưởng, suy nghĩ, dùng hình thức gì cũng chỉ là phương tiện quyền xảo, còn hà tất để ý làm gì? Lão Pháp Sư đã chỉ dạy như vậy, lòng con bây giờ nhẹ nhõm nhiều. Nhẹ nhõm thì tốt rồi. Lão nạp từ xa đến đây tìm con, con không mời ta vô một tách trà sao? Dạ, mời ngài. Ha ha ha, 问什么的说。